một nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy. Ca sĩ người Mỹ gốc Việt tên là Sankita Kerr, tức là Theresa Mai vừa đoạt giải Grammy lần thứ 64 cho album Mythologies ở Hoa Kỳ. Theo thông báo của ban tổ chức giải Grammy năm nay, giải nhất cho hạng mục album đơn ca cổ điển The Best Classical Solo Vocal Album được trao cho đĩa nhạc Mythologies của Sangeeta Kerr và Hilla Blipman. Đây là tác phẩm nhạc của nữ nghệ sĩ piano Dane Sante Flas được San Gita Kerr trình bày. Hồi tháng 12 năm 2021, nữ đơn ca San Gita Kerr lần đầu tiên được đề cử giải Grammy cho hoạt động nghệ thuật, thể hiện album mới Mythology của Dane Sante Flas. Đây là lần đầu tiên một nữ nghệ sĩ Mỹ gốc Việt được đề cử Grammy Award trong hạng mục nói trên theo các báo của Hoa Kỳ. Các trang này cũng nói Sankita Kerr từng có mặt trong các tác phẩm của nghệ sĩ nhạc rock Stuart Copeland, The Police, và nhà soạn nhạc Ấn Độ, Kish. Cô Sankita Kerr được trích lời trên trang enigmaonline.com năm 2021 nói rằng thu âm cho Mythology là một trải nghiệm đặc biệt với tôi. Sinh ra ở Hoa Kỳ, trong gia đình cha mẹ là người Việt. Cô có tên là Theresa Mai Mai Xuân Loan Tốt nghiệp Bob Cole Music Conservatory ở Đại học California State University, Long Beach và có bằng thạc sĩ trình diễn ca khúc Master of Music in Vocal Performance ở Nhạc viện Boston Conservatory có chịu ảnh hưởng của triết học Ấn Độ và yoga. Thường trình diễn cùng chồng là nghệ sĩ guitar Hải Nguyễn. Theresa Mai từ 2009 lấy nghệ danh mới là Sangeeta Kerr theo tiếng Ấn, nghĩa là công chúa của âm nhạc và sự hài hòa. Sinh ra ở Hoa Kỳ, cô vẫn có thể trả lời bằng tiếng Việt khi trả lời phỏng vấn. Sangeeta Kerr cũng hát tiếng Việt thuần thục như trong các lần biểu diễn nhạc Việt tại Hoa Kỳ. Trong một phỏng vấn gần đây, cô cho biết rất muốn sang Việt Nam để tổ chức hòa nhạc. Cô cũng cho biết rằng Vài năm trước cô đã từng thăm Hà Nội và Sài Gòn trong khoảng 2 tuần, không phải để hát mà để dạy yoga.